So, dạ, xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục phục vụ các bác một con lọc khí Daikin mặt nguyệt. Cái mẫu này thì nó là cái mẫu siêu hot rồi các bác nhé. Nếu về nói về nhiều bác hỏi về lọc tốt hay không, thì thật sự ra với cái mẫu này, với cái dòng này nó có hai cục lọc tĩnh điện, thì thật sự ra là em thấy chưa có dòng nào nó tương xứng được với cái dòng này đâu các bác ạ. Một con máy Daikin thời điểm này bây giờ nó chỉ còn có 3,3 triệu, em bán 3,3 triệu con này nhé, bảo hành 1 năm, máy đầu bến áp điện 220V rồi. Các cái dòng model mới bây giờ họ cũng thay đổi, không còn là cột lọc tĩnh điện nữa các bác ạ. Đây này các bác này, đây nhé, đây là cái ưu việt nhất của cái dòng máy Daikin, nó có cột lọc tĩnh điện. Đấy, con này rất mới đấy các bác này, em vẫn khẳng định rằng là cái dòng có hai cột lọc tĩnh điện và màng HEPA thì hiệu quả lọc sẽ tốt hơn hẳn các cái dòng khác nhé. Thế là khẳng định một câu như vậy. Màng HEPA là em thay mới này. Con này là rất cẩn thận, là hai cục lọc tĩnh điện này rồi, lại thêm một màng thô, một màng HEPA như các cái máy khác bình thường. Đấy, màng HEPA này của nó dày như các máy khác bình thường các bác nhé. Đấy, thay mới tinh này, trong màng than này. Đấy, cho nên là nếu bác nào hỏi về hiệu quả lọc thì chắc chắn dòng này nó sẽ phải hơn các cái dòng khác. Đấy, dòng này này, các bác này, dòng đồng hồ vuông này. Đấy, nó có cột lọc tĩnh điện này. Đấy, thanh tim mơ khử khuẩn này. Con này rất mới luôn, đẹp. Mẫu này thì luôn luôn vẫn là một cái mẫu đứng hàng đầu, ưu tiên hàng đầu về đây. Bên em vẫn bán mẫu mã thiết kế đẹp thôi nhé. Đấy, con này còn rất là đẹp và nguyên bản, sáng đẹp. Đấy, không phải chê gì con này luôn. Chiếc này thì các bác có thể dùng cho phòng khoảng 50-55m² đổ lại. Đấy, bình nước đẹp, đang tạo ẩm gì đẹp thôi nhé. 50-55m² đổ lại, dùng cho phòng ngủ thì càng tốt các bác nhé. Đấy, dùng phòng ngủ càng tốt luôn. Sản xuất năm 2014, 75W. Các bác khi mà mình bật eco ấy, bật eco này này, chế độ eco này thì nó chỉ dao động rơi vào khoảng 15-20W một giờ thôi, cho nên là không tốn điện các bác nhé. Thế là con lưu ý là như vậy. Cho nên là mua máy to có cái tác dụng của nó là bình thường mình lọc phòng ngủ cũng ok, mà các bác có thể mang ra phòng khách lọc vẫn sướng bình thường. Đấy là cái ưu điểm của nó. Cho nên là các bác nếu ngày xưa ấy, nó đắt, nó 5-6 triệu. Đấy, mới nó 10 mấy triệu, thì bây giờ nó có hơn 3 triệu, thì các bác cứ mua luôn con to này mà dùng, các bác dùng phòng nặng được, mà lọc nó rất là nhanh, bù ẩm nó sướng. Đấy, tất cả các tính năng đây thì em đều test ok hết rồi các bác nhé. Trước này em bán nó 3,3 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Đấy, các bác ở xa mua đặt cọc trước 500, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng. Còn bác nào chuyển khoản hết trước cho em thì em bao ship toàn quốc luôn, mã số 2 các bác nhé. Máy đẹp luôn. Ok, chào các bác.